Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh sẽ quay gửi tới cho quý khách hàng một dự án mới của chủ đầu tư Kiến Hưng GSC, đó chính là dự án Kiến Hưng Luxury. Dự án này nằm ở trên vị trí phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Để xem chủ đầu tư Kiến Hưng GSC tỉ mỉ và tâm huyết như thế nào với lại đứa con tinh thần này quý vị nhé. Dự án có tổng diện tích là 5,6 hecta, bao gồm 53 căn shop house và 213 căn liền kề. Hiện nay dự án đã bước vào giai đoạn hoàn thiện và có thể bàn giao ngay sau khi khách hàng ký hợp đồng. Với bất kỳ một sản phẩm bất động sản đầu tư nào để an cư cũng như là để đầu tư sinh lời thì vị trí là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Vị trí càng đắt giá thì đó chính là cái yếu tố để khách hàng quan tâm nhiều hơn, và với Kiến Hưng Luxury thì đó chính là một trong những yếu tố để cho khách hàng quan tâm và săn đón đến nhiều như vậy. Dự án Kiến Hưng Luxury thuộc tổ hợp dự án đầu tư xây dựng khu C nằm trong quần thể khu đô thị mới Kiến Hưng, đường Phúc La, Văn Phú, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, được đánh giá là vị trí có 102, tọa lạc tại vị trí kim cương đắt giá ngay các trục đường huyết mạch của khu vực như đường Sa La, Nguyễn Xiển, đường Quang Trung, Nguyễn Trãi, kết hợp với đường vành đai 3 để vào trung tâm thành phố, cũng như tuyến đường sắt trên cao Cát Linh, Hà Đông với hệ thống giao thông hiện đại được đồng bộ giúp cư dân di chuyển cực kỳ thuận lợi. Từ dự án này cũng có thể kết nối với quốc lộ 1 qua cầu Rẽ và kết nối với huyện Thanh Trì trên trục đường Phúc La Văn Phú, từ đó có thể di chuyển nhanh chóng tới các tỉnh Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng. Các cư dân tương lai tại Kiến Hưng Luxury còn có thể một bước vào phố bởi trong bán kính 3 km là hàng loạt tiện ích quy mô đa dạng về giáo dục, y tế, văn hóa, vui chơi giải trí của khu vực, và đặc biệt dự án Nguyễn Xiển với công viên thể thao Hà Đông rộng 6,7 hecta. Kiến Hưng Luxury được coi là kinh đô ánh sáng hoa lệ của khu vực phía Tây, với dãy nhà kinh doanh sầm uất và cùng với đó là dãy liền kề đẳng cấp. Đặc biệt hơn đó chính là lối thiết kế tân cổ điển mang lại sự mềm mại tinh tế đến từng chi tiết. Điểm nhấn đặc biệt của dự án này chính là 53 căn shop house có thiết kế đồng bộ với chiều cao lý tưởng, gồm 6 tầng nổi và 1 tầng hầm. Điều này giúp gia chủ vừa có cuộc sống tiện nghi với 4 tầng để ở, vừa có thể sinh lời bền vững với 2 tầng cho thuê. Các căn shop house sở hữu mặt tiền rộng 6m, phía trước là bề hè rộng 17m và con đường Phúc La Văn Phú rộng 60m. Phía sau là đường nội bộ 11m. Các căn liền kề cũng sở hữu mặt tiền rộng từ 5m đến 7m. Hiếm có sản phẩm nào mà sở hữu ưu thế mặt tiền lớn như dự án này. Với khát vọng kiến tạo cuộc sống chuẩn mực, hiện đại cho cư dân tương lai, chủ đầu tư Kiến Hưng GSC đã rất mạnh tay trong việc đầu tư hệ thống tiện ích nội khu đẳng cấp hiện đại như hệ thống an ninh đạt chuẩn, hệ thống nước sạch chuẩn, đô thị loại 1. Kiến Hưng Luxury là một trong số ít dự án trong khu vực có pháp lý đầy đủ, rõ ràng, sổ đỏ từng lô, sẵn sàng bán giao ngay. Điều này giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi rót tiền đầu tư vào dự án. Ngoài lợi thế về vị trí giao thông, Kiến Hưng Luxury còn hấp dẫn khách hàng bởi chất lượng của công trình. Điểm cộng lớn nhất của dự án đó là toàn bộ vật liệu hoàn thiện công trình đều được chủ đầu tư lựa chọn sử dụng bởi những đơn vị có uy tín và có tên tuổi trong và ngoài nước. Phần tường được phủ sơn Sherwin Williams 3 lớp cao cấp nhập khẩu từ Mỹ. Đây là thương hiệu sơn hàng đầu thế giới, đứng số 1 tại Mỹ. Sơn Sherwin Williams ứng dụng nguồn nguyên liệu cải tiến không mùi, thân thiện với môi trường, đặc biệt không gây hại cho sức khỏe con người, phù hợp với mọi thời tiết khắc nghiệt nhất trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng. Sherwin Williams có POC bằng 0, đáp ứng mọi yêu cầu về màu sắc. Với hơn 150 năm kinh nghiệm, Sơn Sherwin Williams thực sự đã để lại nhiều dấu ấn ở các công trình đẳng cấp quốc tế mang tính biểu tượng trên toàn thế giới như tòa nhà Quốc hội Mỹ, cầu Golden Gate, tượng nữ thần tự do, bảng liệu Hollywood, tòa nhà sách London, tòa nhà cao nhất thế giới, Haduba. Ngoài ra, một điểm cộng đặc biệt khiến cho chủ đầu tư ở dự án này là việc thi công tường riêng, móng riêng. Phần hầm được đổ bê tông liền khối vô cùng kiên cố, phần mái lợp tấm bê tông phủ đá nhập khẩu Canada chống thấm, cách nhiệt tốt, kháng được gió mạnh, độ bền và tuổi thọ lên đến hàng trăm năm.
Tung thang và sân sau có mái kính cường lực Việt Nhật gia cố bởi dàn thép hỏa phát, không chỉ che chắn mưa gió mà còn giúp lấy ánh sáng tự nhiên và ngăn ánh sáng có hạn. Bậc tam cấp xây bằng đá granite Ấn Độ, lan can hoa sắt, sơn tĩnh điện. Mặt ngoài lắp đặt cửa cuốn thế hệ mới nhất từ thương hiệu Osdo, kết hợp hệ thống cửa sổ, cửa đi, Eurowindow chính hãng. Kiến hưng luxury chính là minh chứng cho việc đem những chuẩn mực cao nhất đến từng chi tiết nhằm kiến tạo đẳng cấp sống tốt nhất cho các cư dân. Với những lợi thế lớn về vị trí cũng như là chất lượng công trình, dự án Kiến Hưng Luxury được đánh giá là sản phẩm đầu tư hấp dẫn bởi không chỉ đảm bảo một nơi an cư lý tưởng mà còn đem lại cơ hội sinh lời lớn, khả năng tăng giá cao và thanh khoản tốt. Quý vị hãy một lần đặt chân đến nơi đây để cùng trải nghiệm tất cả những điều đó tại dự án Kiến Hưng Luxury. Hy vọng rằng video ngày hôm nay đã đem lại cho quý vị và các bạn những thông tin hữu ích về dự án này. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa, xin vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Xin kính chào và hẹn lại!